hôn kiểu dễ thương á. Cai ơi, xin làm gì vậy? Xong nạt tôi. Cai có đèn sim đâu mà tự nhiên Cai đang coi cái sim dục cái iPad vậy? Thôi bỏ cái iPad đi. Nói chung á thì như Cai thấy á, Phong có mua cái nhẫn ở trong Playdator cả hôn Sam á, thì Cai có thể mua cho sim cái nhẫn đó được không? Thì cái nhẫn đó tầm 1 triệu à. Nhưng mà cái nhẫn ấy đẹp á, nếu mà mua là có hiệu ứng trái tim, nó hiệu ứng gọi là cầu hôn á. Cai mua cho sim đây, mua đây, nó có ăn được không? Ôi, không biết, mua giúp sim không đó. Tôi nói cô biết là như này là cô nghĩ rằng á là cô chỉ cần gõ ra ghế hương vậy là tôi có thể mua cho cô hả? Đâu có đâu, 1 triệu bạc đó, đó là 1 triệu bạc tôi có thể dùng để tôi ăn tôi uống này nọ. Tôi không bao giờ mua 1 triệu bạc lấy mua cái nhẫn trong game đâu. À đây, xin giới thiệu cho các bạn biết luôn, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành nóc nhà. Cái có mua không? Không. Sau này có mua cái gì á phải nói lẹ lên đúng không, đừng có lằng nhằng vậy. Xin đi đi. Cảm ơn Cai. Bực hết cho mình mà. Đi bôi thuốc đỏ nè. Ok các bạn, chúng ta sẽ cùng vào Play Together mua nhẫn cưới thôi. Được rồi. Vui lên à, vui á. Đau. Đau cái gì trời. Không, cái này nãy tại Cai bị té. Đúng rồi, Cai bị té nên nó mới vậy thôi. Chứ không phải là mình làm gì Cai đâu nha. Đó, ok, thì bây giờ chúng ta lại cùng vào Play Together nè. Tính ra nha, Phong với Sam cưới nhau lâu rồi mà bây giờ khóc vậy. Tôi khóc hả? Đi theo sim, đi theo sim. Rồi bây giờ hai tụi mình sẽ đi mua nhẫn cưới nha. Ok. Ủa rồi đi mua nhẫn cưới đâu vậy? Thì bây giờ mình phải đi vô trung tâm thương mại mua nhẫn cưới chứ sao nữa. Vô tận trung tâm thương mại luôn. Chứ sao? Ủa chứ ông định mua nhẫn cưới ở đâu? Ủa mấy người này live stream gì á, chụp hình ơi tí nữa mình thuê mấy anh này á lại chụp ảnh cưới cho mình được xem. Ha cũng được. Ờ mà lát nữa mua nhẫn cưới trước khi cầu hôn mình phải mặc áo cặp nữa, hiểu không? Áo cặp nữa hả? Wow. Vậy là có nghĩa là Cai phải mặc gì ta đồ chú ghế rồi đúng không? Chứ sao? Chứ sao nữa? Hết tiền rồi. Trời ơi, không sao. Sim còn tiền, mà đây là tiền của Cai. Đó, không sao nha. Rồi. Trời ơi, cái nhìn lên Love Ring là sao? Cửa hàng nhẫn cưới đó. Wow, cửa hàng nhẫn cưới đây hả? Đó, lần đầu tiên bước vô đây với bạn ơi. Trời ơi, nó sang trọng quá. Trời, cái nhẫn, cái hộp xoàn 500 triệu. Wow. Trời ơi, toàn hộp xoàn kim cương các bạn ơi. Đấy. Rồi, Cai thấy cái nào đẹp Cai? Cai là Cai thấy cái nào cũng đẹp đó. Nhưng mà hình như là nếu mà bây giờ để mình tổ chức tiệc cưới thì mình phải mua cái nhẫn đúng không? Đúng rồi. Vô xem cái nhẫn trước nè. Cái dây chuyền nó liên quan gì? Đúng rồi, rồi bây giờ anh chị muốn mua nhẫn cưới cho cái dịp đặc biệt đúng không? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ các em muốn xem nhẫn không? Dạ có. Có chứ. Có gì đây? Có 3 loại nhẫn. Hộp nhẫn đôi bạc 200 kim cương. Trời ơi, 200 quá ít. Rồi cái này nghìn. Đó, nhưng mà không biết sao cái này cũng đẹp nhưng mà biết thiếu gì không? Thiếu gì? Thiếu hột xoàn. Đúng, nó chỉ là cái đơn giản là cái nhẫn màu vàng rồi đúng không? Đó, cái này là có cái kim cương trên đó luôn. Wow, hộp nhẫn đôi kim cương tới 2000 kim cương lận. Ây da, 2000 kim cương à. Không có đẹp tiền của Cai. Thì Cai biết mà. Đó. Xin mua nha. Xin mua đi, xin mua mãi đi. Xin mua 2-3 cái cũng được nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mua cái nhẫn cho mọi người. Chúng ta sẽ mua nha. Ủa là Cai buồn, ủa là Cai không muốn cưới Sim vậy? Có đâu, Cai đang kiểu như là xúc động hả? Xúc động. Xúc động mọi người. Ok, mua nè. Trời ơi, gì đây? Xúc động á. Xúc động đúng không? Bị xúc động á. Trời ơi, các bạn như đẹp, hộp nhẫn kim cương. Quá đẹp luôn. Trời ơi, giờ Sim đã có nhẫn rồi. Ôi trời, Sim còn dư tới 800 kim cương nữa nè. Thì 800 kim cương này là để mình mua gọi là gì ta, váy cưới. Đúng với lại là rồi. Mua đồ chú ghế mấy bạn. Đúng rồi, rồi bây giờ mình đi mua đồ đám cưới đã. Để mình check thử coi, để Sim quay là trong người Sim có cái áo quần gì đó. À chết cha, phải ra ngoài này, không đi vô chỗ này được, ra ngoài xíu nè. Rồi đó. Trời, nó bắt mình ra cửa hàng luôn trời. Rồi, khoan, từ, Cai có muốn xem nhà Sim không? Nhà Sim hả? Nhà Sim thú vị lắm. Được. Đây, về nhà Sim. Trời ơi, tính Sim ra là cả năm trời mình không vô Play Together các bạn ơi, không biết nhà Sim như thế nào luôn. Khoan, mình đi ra ngoài chứ đã. Ok, bây giờ Cai sẽ dẫn cho, Cai sẽ khoe cho
Sim sẽ khoe cho Kai biết nhà Sim như thế nào. Thôi bị sần sò luôn nha. Kai Kai mà vô là cái lé mắt luôn. Lé mắt luôn. Đúng rồi, bởi vì nó quá đắt. Quá đắt luôn hả? Đúng rồi, rồi. Rồi tới đây đây, tới đây không nổi. Đang tới chị Hai ơi. Rồi. Rồi, bây giờ chuẩn bị nè. Ba, Hoa Vi trên kênh nhìn màn hình của Sim đi. Rồi. 3, 2, 1, đi vô luôn này, 3, 1, vô. Vô. Woo. Rồi, cứ nhìn hình của Sim nè. Đâu. Đừng bất ngờ quá nha. Nhà giàu quá. Ta-da. Cái thứ Kai đây là ngôi nhà của Sim luôn á. Wow. Nhà của Sim. Đúng rồi, cái nhà Sim trong phòng Sim như này luôn á. Trời ơi. Cái nhà của Sim là nguyên một cái gọi là bản, nguyên một cái tảng băng gọi là trượt tuyết rồi này nọ luôn á. Nói chung là nguyên một cái đảo. Nó là một cái đảo luôn Kai, thấy không? Cái nhà Sim nó vậy luôn á. Ồ, ghê với ta. Ê, bữa Kai nhớ cái hôm mà Kai bị bệnh là Sim cũng xin Kai mấy kim cương á đúng không? À, hả? Mấy bạn có nhớ cái clip đó không ta? Mình nhớ là cái hôm mà mình bị bệnh đó là Sim cũng xin mình mấy kim cương á. Cái bó nó rẻ đó. Đây nó... 9.000 hả? Ôi, 9 này, ô, cái 9 là... 9.000 hả? À, trời ơi. Nhưng mà Kai đang bị bệnh á. Bị bệnh rất linh đẳng quá trời. Trời thương Kai quá. Có gì Sim đi mua thuốc giúp Kai luôn được. Trời, nhưng mà bây giờ Sim không có tiền. Trời ơi. Đây đây, Kai có thẻ đen. Trời, thẻ đen hả? Mà Kai yên tâm, nhất định sẽ mua thuốc cho Kai mà. Yên tâm nha. Về sớm nha. Về sớm chứ. Cái đó thôi, nó bỏ qua đi, cái đó chịu cù bỏ qua rồi không? Tết rồi đó. Ý là nó có góp phần gì vô cái nhà này của Sim không? Không. Không liên quan. Hôm bữa là 9.000 thôi, còn cái này là chịu lận. Không liên quan. Okay. Tại thấy hơi đa nghi. Đa nghi à? Trời, không có đâu. Trời ơi. Từ từ. Ok bạn, nếu các bạn xem tới đoạn này thì các bạn cũng đừng quên nhấn video của Sim được. 5.000 like. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng mặc váy cưới chứ hả? Rồi bây giờ đi kiếm váy cưới nè. Rồi bây giờ cho cái để coi mình coi có cái váy cưới nào từ từ xem coi. Trời sao đồ của Sim tàn. Ê, có cái váy gì đen đen kìa, cái có váy gì đen đen. Đó, đây váy tiệc rồi, không có. Không có, đám cưới rồi. Ê, mình mặc đồ Squid Game mình đám cưới cũng được. Trời tội đau quá ông nội. Cưới là phải mặc đồ sang trọng vô. Ôi chết rồi, bây giờ không có áo cưới nè. Ôi từ từ. À mình có cái áo xanh nè. Thôi bây giờ mình đi mua đồ cưới đó. Để coi có cái gì mà nó giống váy cưới đám cưới coi. Trời ơi. Trời ơi sao đồ trong đây nó mắc dữ ta. Toàn là tới mấy trăm ngàn luôn á. Nó mắc thiệt nha mấy má ơi. Ủa sao mắc dữ vậy? Không có cái váy cưới. Cái giấy cưới đâu rồi? Váy cưới Hàn Quốc nè. Ủa hợp lý á. Ê có cái bộ nam luôn kìa Sim. Có nam nè. Thôi bây giờ này đi, bây giờ Sim là mua cái áo nữ Hàn Quốc, Kai mua áo nam Hàn Quốc cưới nhau, hợp lý không? Cái rồi. Này là mình đang gọi là gì ta? Thực hiện cái ước mơ đi Hàn Quốc đúng của mình. Đúng rồi, mình rất thích đi Hàn Quốc. Đây Sim mua một cái áo nè. Đó. Ok. Rồi cái này để sau. Rồi bây giờ là mình mua cái gì đây? Mình coi mua thêm gì nữa, mua thêm gọi là gì ta? Tóc đúng không? Không, bây giờ mình cứ gì đó trang trí. Trang trí phụ cái này. Cái này là cái đội đầu lúc cưới á. Còn Kai là cái máng gì ta? Kai là cái máng này. đúng rồi. Cái này nè. Ok, rồi bây giờ xin mua này nha. Ok. Ô luôn. Rồi. Ok, rồi bây giờ là cái giày. Mà thực ra cái giày cũng không cần mấy mọi người. Đúng rồi, mua cái đôi dép thôi cũng được nữa. Rồi, ok, bây giờ tụi mình sẽ cùng thay đồ nha mọi người. Yeah, thay đồ thôi. Ủa là mình mua rồi đúng không? Mua rồi. Mua rồi, ok. Vai, ok, trời ơi. Trời ơi, fan bu đông quá trời luôn. Nhiều bạn dữ vậy. Rồi bây giờ để xin thay đồ trước nè, rồi cho mấy bạn coi nè. Đó, bây giờ là mình mặc. Đó. Ê, cái bộ này là bên Hàn Quốc người ta gọi là gì ta, cái gì Hanbok hả? Không biết nữa chứ tôi quên mất tiêu rồi các bạn ơi. Quên, nói chung là nó vậy đó mọi người. Đó. Wow. Đấy, xinh chưa, xinh chưa, nhưng mà xinh đẹp tuyệt vời. Có cần mang cái ba lô chắc không cần nó vậy. Trời, đám cưới mà ai đi mang cái ba lô, trời ơi trời. Rồi, và ta-da-da-da. Ok, như các bạn thấy thì hiện tại Sim với Kai đang mặc gọi là trang phục bên Hàn Quốc rồi, chuẩn bị gọi là tổ chức đám cưới đó mọi người. Đúng rồi, đó, trời ơi. Mà Kai biết sao? Bây giờ là mình đám cưới nghe tiếc. Đúng rồi, tụi mình độc lạ xíu là người ta đám cưới thì người ta đám cưới chỗ đám cưới, nhưng không, tụi mình lên thẳng núi tuyết để cưới nhau luôn. Đó. Trời ơi, nó xinh đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ là người cầu hôn là mình, bởi vì mình mua nhẫn cưới mọi người. Ủa, gì hả? Đúng rồi. Thôi vậy cũng được, trời ơi. Ê, sao có Mr. Dịch đây nè. Ví dụ như mà giờ Sim mà lỡ ứng vô là đăng ký kết đôi với Mr. Dịch là Sim kết đôi với Mr. Dịch luôn. Đúng rồi, trời. Trời nào, chưa rồi, bây giờ tôi sẽ cùng
bạn gì ta chỉ sử dụng được một tài khoản thôi, là chỉ đăng ký được một người thôi. Đúng. Đó. Rồi bây giờ thôi cái này cai nhấn đi. Đó. Không, cái này là coi như là cai gọi là sim là mua thôi, còn cai để làm thủ tục chưa? Đúng rồi. Ok. 3, 2, 1. Rồi cái gì nữa? À này là mới cập nhận cưới thôi hả? À dạ sim. Ủa từ từ. Cưới chưa? À này mới cầm cái nhẫn à. Ủa gì hả? Ủa rồi sao cưới ta? 1 hour later. À tỏ tình. Kề luôn TV xin hãy. Từ từ. À cái này là tỏ tình. Đây để cái đứng này nè. Từ từ chúng ta phải làm lễ đã. Ok xin mời Eto giúp nhạc. Cay à. Cay đây. Em tính là con trai và cậu con gái, nhưng mà thôi chúng ta hãy làm ngược xíu nha. Cai à, thì Sim chỉ muốn nói một điều rằng là Sim thực sự rất là yêu thương Cai và rất quý Cai, thì Cai cứ muốn gọi là đeo chiếc nhẫn cưới hột xoàng 2000 kim cương này và đồng ý. Sim mua và đồng ý làm như ra người bên cạnh Sim suốt cuộc đời này không, dù bao nhiêu chuyện khó khăn, dù bão tới mưa xà hay gì ta dông tố sóng thần động đất hay là bao nhiêu chuyện gì đó xảy ra, thì ta có muốn ở bên cạnh Sim suốt đời không? Không, nếu mà trong gọi là cái kịch bản bình thường là phải cảm động. À ok. Cay á, tại sao Sim lại làm điều này chứ? Cay đồng ý. Đó rồi, đồng ý nha mấy mẹ. Thủ tục rồi. Rồi giờ sao cưới nè? Giờ sao cưới ta? Từ mình chọn. À đây cay ấn vô nè. Là cay chọt vô hả? Đó rồi. Bây giờ là mày thấy màn hình không? Bây giờ là Sim đang cầm nhẫn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ ấn vô cái nút này. Yêu cầu. Bây giờ là tôi chỉ cần ấn có thêm cái nữa nha. Ok. Chấp nhận kết đôi. 3, 2, 1. Có. Wow. Trời ơi. Yeah. Wow. Trời ơi, tôi cũng nhận được nữa bạn, thấy không? Đó. Ôi, cái nhẫn nè. Ôi, cái tay Sim. Cái tay Sim có cái nhẫn. Trời ơi, tay mình cũng có nữa bạn. Nhìn tay mình kìa. Ôi, dễ lương quá. Rồi, bây giờ cái đứng vô. Xin chụp hình, chụp ảnh cưới. Rồi, ok. Rồi, được chưa? Trời ơi, sát dễ thương mà. Ok các bạn ơi, thì các bạn thấy khoảnh khắc này dễ thương, thì các bạn cũng đừng quên chụp ngay và đăng lên đảo Gấu Tuyết nha, để thông báo là tôi với Kai đã cưới nhau rồi. Yeah. Trong Play Together. Trong Play Together nha. Còn ngoài đời thì chưa biết lúc nào cưới nữa, nhưng mà sẽ cưới nha. Đó, trời ơi dễ thương quá. Wow. Cái có vui không? Vui chứ. Trời ơi cưới vui quá. Ủa mà khoan, ủa là cưới vậy thôi hả? Đâu đâu được. Bây giờ mình cưới nhau á là mình phải cho cả thiên hạ biết luôn. Thiên hạ. Đúng rồi, đi khoe. Ha, bây giờ mình sẽ cầm iPad đi khoe với tất cả mọi người là tôi đã cưới nhau nha. Đúng vậy, đi thôi. Bây giờ là cưới xong rồi đi khoe đúng không Kai? Đúng rồi, cầm cái này đi khoe. Khoe với lại khắp hết Gaming House luôn các bạn. Đúng rồi, đi thôi. Let's go. Rồi, nói chung là em với Kai muốn giới thiệu chị là mấy kết hôn. Kết hôn. Đúng rồi. Nè nha, kết hôn mà nhận bao nhiêu tiền? Nhận chị là gì ta? Hai cái kim cương. Cương là bao nhiêu tiền đây? 2k. 5k. Play Together rồi mới update rồi, có cái những 5k. Mắc gì vậy? Nãy cái gì? Nãy té hả? Té. Ờ trời ơi xui ha. Chị thương hả? Nói chung là cái té thì cái cũng đã chết. Té sau sinh ra 5.000 kim cương á. Có lần sau ta. Có gì vậy? Nhưng mà chị có lời chúc gì cho đôi mình? Ôi Hàn Quốc. Ôi trời ơi. Nhờ sợ. Ôi đám cưới chưa? Cưới rồi nè. Cưới rồi đó. Ngay giữa tiết luôn nè. Đem đủ đặc tuyệt. Trời ơi áo quần ha. Trời lúc chị cưới chị đâu có áo quần, chị tổ chức chức fan thôi. Giống gì lắm chứ có đồ. Em tổ chức trên núi tuyết luôn. Đó. Chị có lời chúc nào không? Chúc cho gia đình người là sống lâu trăm tuổi. Gì ta? Nhiều tiền vô như nước. Đó, trời ơi. Đó, mong sẽ gọi là gì ta? Hai nhà yêu nhau đến suốt đời. Đó. Sao nghe? Ok. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Trời ơi. Em khen hình dưỡng nha. Rồi, chúc mừng năm mới. Cũng xì cũng cái gì trời. Có một cái muốn khoe với anh thì hai tụi em có cái này. Đó. Thì cái gì? Mới tổ chức đám cưới. Đó, cho bạn xem luôn đó. Khoe cái cua ơi, cái cua nhìn à.
mời đâu ơi, bay trời ơi sao chậm. Đây đang khoe là mời kết hôn nha bạn. Còn người ta có tên trên đầu này, tức là từ ngày mai trở đi là người ta bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Người ta bắt đầu có hiệu ứng thôi đó. Thì anh có lời chúc gì cho hai tụi em không? Thì anh là trung tiên mà, sống lâu trăm tuổi rồi. Rồi anh phải chúc cho bao nhiêu tên mới cưới. Dạ, chúc hai cụ sống lâu trăm tuổi, đầu bạc, răng không long, còn mặc đồ Hàn Quốc, đồ Hàn Quốc rồi là kiểu em siêu đúng rồi. Đứng ở đâu, cái nhà nào đấy? À cái này là nhà em mới mua. À đúng rồi anh. Ủa em cũng có nhà. Đó, ủa gì anh em? Anh cũng em là em mới mua cái nhà mới nhất luôn. À nói chung là cưới nhau phải mua nhà chứ. À cưới nhau mua nhà, sau nhà thì cũng có nhà ở chui hết trơn. Trời ơi không, em muốn sống tự nhiên. Anh mình đã có kế hoạch gì cho đám cưới, tổ chức hôn lễ các thứ chứ nhỉ? À, dạ, mình mới đính hôn đúng không? Mới trăm nhân là chuẩn bị sắp đi du lịch đó anh. À, thế không ăn cỗ bàn gì à? Nói chung là cái đấy để sau, nhưng để mà sau à? Muốn khoe với anh chữ tim là tuyến kết hôn rồi. À kết hôn rồi à? Đúng rồi. À, chúc mừng hai cụ nhá. Chúc hai cụ trăm năm hạnh phúc ạ. Mình chơi game từ đó rồi, mình chơi play là 2 năm rồi mà mình vẫn chưa có cái biển ở trên đầu các bạn. Trời ơi, anh lo cũng lo kiếm một nửa của mình đi nha. Chứ em thấy anh ế rồi đó. Cái hồ bị phàn cũng được. Đúng rồi. Không biết mấy tầm này anh thích lúc nào chả quá, nhưng mà anh không có để thích. Rồi ok. Thôi các mình nha. Nha. Dạ cảm ơn các cụ. Ra nhìn em xíu đi. Là chị, ra đây, đứng đây đi. Cái bà nội, ra đây, trời ơi. Nói đi. Ra đây. Nói đi. Đây. Xin lỗi. Ra đây. Trời ơi. Có sao không ra? Hả? Có sao không? Cái gì? Có sao không? Có mà. Có. Mặt đen tươi trẻ mà. Đúng rồi, chúng ta yên tâm. Vô đây đi. Vô đi. Đây. Trời ơi, nhìn bả gì vậy? Mới kết hôn. Mới married in a play together. Hả? Mới mua nhẫn cưới 2000 kim cương. Không nghe đó. Không ai rõ hả? Nói chung là tụi em muốn thông báo cho tụi em đã cưới nhau rồi. Mà chuyện cái nút đi hôn là chỗ nào nhỉ? Đây, chưa chịu quá. Có luôn hả? Cũng được. Đó. 7 ngày rồi thì chị muốn chúc gì cho tụi em không? Đúng vậy. Đúng rồi, tụi em mới cưới đó. Đúng. Trong game rồi mà đúng không? Trong game phải chúc đôi bạn là chờ xong 7 ngày nha. Trời ơi. Á, thật sự. Ý gì là sao? Là chị sẽ kiếm cái chữ ly hôn, em ly hôn đúng không? Thôi anh kệ đi Sim ơi. Chị chỉ cần chờ 7 ngày nữa thôi, cái gì đâu. Thôi, trời. Trai nghĩ là chúng ta không cần lời chúc từ con người như vậy đâu. Mình đi đi. Không phải tôi chẳng phát hiện ra cả ba người đều mặc quần quý. Ờ ha. Trời ơi, thôi đừng có để cái đấy. Nói chung là chị chúc một cái đi. Thôi, không cần. Bây giờ như này nè, tôi chỉ chúc ngoài đời thật, còn trong game tôi không chúc. Nếu mà chị đã không chúc rồi thì em chúc chị ngoài đời lẫn trong game cũng không kiếm được một ai. Đi. Ok. Trời ơi. Thôi, đừng có nghĩ mà. Cay. Mình là tôi đang ăn cơm. Xong rồi kéo tôi qua đây chị. Còn cái đũa hả? Thì nói chung là mình hai tụi mình có một cái thông báo, cho bạn biết. Đó là thì tụi mình chính thức đã cưới nhau rồi. Đúng rồi, trong Play Together. Đúng rồi đó, cái mặc đồ Hàn Quốc đồ đó. Trời ơi, nếu mà người ta cưới thì mặc đồ Hàn Quốc cái kiểu á thì có gì đâu bất ngờ. Bất ngờ chứ. Ờ thì Phong cưới rồi đó đúng không? Cưới rồi giờ mình cưới. Tôi cưới là lâu trong game rồi. Chừng nào mà hai người cưới ngoài đời thật á tôi bất ngờ hiểu không? Đó thì nói chung là mình muốn xin mặt lời chúc rồi ly vía. Chúc các bạn. Đây em đợi. Chúc đi. Chúc hai bạn sẽ mãi mãi bền vững ở trong game. Khi nào hai bạn nghỉ game thì mới hết. Ủa là sao? Chúc gì kìa? Chúc phải gọi là gì ta, nhiều kim cương đó. Nhiều... Chúc cho mấy bạn về làm ăn phát đạt, được thật nhiều kim cương và tiền trong Play Together. Là nhiều quà tặng cho mình. Thôi cái này là cái Sim mà cưới trong game thôi, chứ còn ngoài đời là cái sẽ cưới của cái nhẫn này. Đeo Ủa bạn hơi sai sai ba. Sao điện đeo tôi gì? Thôi mà cũng được, cũng đẹp đó. Thôi mấy bạn nha. Tôi cưới mà. Ủa gì kìa? Ok các bạn, chắc video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Và đừng quên các bạn, đừng quên giúp cho video